Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì cuộc họp thường trực tiểu ban để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị do tổ biên tập xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 thông qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tổ biên tập cần nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nhất là những văn bản vừa được ban hành trong nhiệm kỳ này. Các chủ trương, định hướng mới được nghiên cứu, tổng kết trong thực tiễn để chắt lọc, đưa những nhận thức mới, những chủ trương, định hướng quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh báo cáo chính trị của Đại hội 14 phải là sản phẩm của tầm cao trí tuệ, là một công trình kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân, tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý, chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian qua, các đoàn công tác của tiểu ban văn kiện đã có những cuộc khảo sát thực tiễn và làm việc với một số bộ, ngành, địa phương. Từ kết quả đó, cần tìm ra những cách làm hay, mô hình mới để khái quát, nâng lên tầm lý luận, góp phần đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phải gắn với thực tiễn luôn thay đổi nhanh chóng, cần mang tính khái quát, song cũng không thể chung chung, cảm tính. Những gì đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng thì rất cần được khẳng định và thể hiện trong văn kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sớm tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để trao đổi, thảo luận sâu hơn một số vấn đề, nội dung trong dự thảo báo cáo chính trị. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành dự thảo với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.